Tử vi tuổi Canh Thân, 1980, tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, có thể nói rằng khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những người tuổi Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà họ có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị ở xung quanh mình. Hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ vận trình của những gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Với mong muốn, mệnh chủ có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Và đặc biệt, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà hay cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 4 âm lịch, thì chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan của tuổi Canh Thân. Những người tuổi Canh Thân là người có tính tình ôn hòa, nhân ái, điềm tĩnh, thích yêu thương và chăm sóc những người xung quanh. Bản chất họ là những người rất hiền lành, thân thiện và mong muốn làm những điều thiện, điều tốt, giúp ích cho cuộc đời. Người tuổi Canh Thân thích trêu chọc mọi người nên sẽ làm mất lòng, nhân duyên không được tốt. Đây là tính xấu mà quý gia chủ cần phải sửa đổi để được mọi người yêu quý nhiều hơn, cũng tốt hơn cho con đường tiến thân sau này. Sự nghiệp được hành thông, thuận lợi. Vận mệnh người tuổi Canh Thân khá tốt khi nhận được cơ may tài lộc không tồi. Bí quyết phát tài của họ chính là tích lũy và đầu tư. Nhờ công sức làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm, thu vén, chi tiêu nên tuổi Canh Thân có được cho mình một khoản kha khá. Có tiền trong tay, chớ đi tiêu xài hoang phí mà nên mua những thứ thiết thực hay đầu tư vào bất động sản sẽ có lợi. Người tuổi Canh Thân không mấy may mắn khi mà phúc lộc từ gia đình không có nhiều, anh chị em không hỗ trợ và giúp đỡ được nhiều. Bản mệnh phải tự mình nỗ lực, tay trắng gây dựng cơ đồ. Gặp khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì khả năng thành công là rất cao, có thể một bước lên mây, sau một đêm trở thành tỷ phú. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2021 của tuổi Canh Thân sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của tuổi Canh Thân sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo đánh giá cao những nỗ lực của mệnh chủ, vì vậy tháng này sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Trong tháng 4 âm lịch cũng sẽ giúp cho chuyện làm ăn, kinh doanh cũng như công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi. Những mối nhân duyên tốt sẽ tạo ra quan hệ tốt, hợp tác cùng nhau phát triển. Quý âm thủy gặp thân dương kim nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Canh Thân trong thời gian này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình. Tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh cần giữ bình tĩnh để đưa ra các phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phận lòng những người ở xung quanh mình. Bước sang tháng 4 âm lịch để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp. Những gia chủ tuổi Canh Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội, thành công.
Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Canh Thân trong tháng tư âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Thân sẽ cần cẩn trọng đường công danh, sự nghiệp. Nhất là các gia chủ đang theo con đường quan vận, càng cần chú trọng và để ý hơn đến các mối quan hệ ở xung quanh, tránh những xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Tử vi còn cho thấy, tháng này xét về vận trình công danh, sự nghiệp thì bản mệnh vẫn chưa tìm được hướng đột phá. Bản mệnh vẫn đều với những công việc thường ngày, nửa hài lòng với cuộc sống hiện tại, nửa muốn thay đổi nhưng còn sợ hãi, thất bại. Tuy nhiên, tháng này là cơ hội tốt để quý gia chủ học tập và trau dồi kiến thức cho bản thân. Bản mệnh sẽ cảm thấy ngạc nhiên về sự thay đổi rõ rệt thái độ của bản thân đối với việc học cao lên. Nhưng đó đều là kết quả tất yếu của cả một quá trình chăm chỉ. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không được may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Canh Thân nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai, về mặt tài lộc. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người tuổi Canh Thân. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại sẽ bị hao tài. Cơ hội tích lũy tiền bạc vì thế mà không cao. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bản mệnh không thể không ứng tiền như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Hơn nữa, bản mệnh lại thiếu sự chỉnh chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định, thậm chí còn có khi bị thiệt hại vì phải bù đắp cho những sai lầm mình gây ra. Nhất là những người kinh doanh ở thời điểm này không thực sự có tinh thần làm việc, thiếu sự tìm tòi sáng tạo mà cứ mãi đi vào lối mòn, nên khó mà có được doanh thu như mong muốn, tiền bạc có phần hạn hẹp hơn nhiều. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Canh Thân hãy mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật Pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Trong tháng tư âm lịch, tình yêu và mối quan hệ của những người tuổi Canh Thân khá tốt đẹp. Bản mệnh có thể chuẩn bị trước nếu muốn bắt đầu một mối quan hệ hoặc kết hôn. Những ngôi sao tốt lành sẽ giúp bản mệnh có kết quả tốt trong tình yêu. Nhưng trong thời điểm, đôi khi quý gia chủ có thể có xung đột với đối tác của mình về những vấn đề tầm thường. Nếu quý gia chủ là một người phụ nữ đã có chồng, quý gia chủ có thể đấu tranh giữa một mối quan hệ không chung thủy đối với cuộc sống của gia đình và có thể dễ dàng đi sai đường. Do đó, quý gia chủ phải suy nghĩ rõ ràng trước khi đưa ra quyết định. Ngoài ra, bản mệnh nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình với người đó để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Để kích đào hoa, tăng hòa hợp vợ chồng, gia chủ tuổi Canh Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn của kênh Phong Thủy Gia Cát. Pháp khí có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu quý nhân, may mắn, đem lại bình an cho gia chủ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng tư âm lịch, tuổi Canh Thân có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, bản mệnh có thể mắc một số bệnh tiềm ẩn thường tái phát. Bản mệnh sẽ phục hồi nhanh chóng, miễn quý gia chủ điều trị, kiên trì và cẩn thận trong công cuộc sống hàng ngày.
Mặc dù có khả năng chữa khỏi những căn bệnh tiềm ẩn, bản mệnh vẫn cần để mắt đến việc ngăn ngừa cảm lạnh và các vấn đề nhỏ khác. Đồng thời, hãy duy trì lối sống lành mạnh và suy nghĩ tích cực. Mọi chuyện rồi sẽ tốt dần lên. Hãy đến gặp bác sĩ ngay khi cảm thấy bất ổn. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Canh Thân cần mang bên mình vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 4 âm lịch để quý gia chủ tuổi Canh Thân có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục. Xung hợi, hình thân, hạnh dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng, bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 4, tức ngày 18 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, bính dần. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 4, tức ngày 30 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, mậu dần. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là thời điểm để con người có thể thực hiện công việc một cách tốt nhất. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 10 tháng 4 tới ngày 21 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, kỷ tỵ, nạp âm, đại lâm mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 22 tháng 4 tới ngày mùng 2 tháng 6 dương lịch, nạp giáp, tân tỵ, nạp âm, bạch lạc kim. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 4 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi đến hết chương trình. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.